tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda Civic phiên bản 1.8 số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2007, đăng ký năm 2007, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này vẫn còn nguyên biển 4 số từ 2007 quý bạn nhé. Đấy, biển 30H. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 14 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chạy rất là ít quý bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái độ chạy ít của nó. Thứ nhất là căn cứ vào cái đồng hồ. Thứ hai nữa là về lốp quý bạn ạ. Quý bạn chủ xe thay lốp này từ 26 một đôi này, 28 một đôi, cả 4 quả lốp Michelin thay vào 2 thời điểm khác nhau nhưng đều rất là mới, rất là dày quý bạn ạ. Vì chiếc xe này chạy rất là ít. Hơn nữa là chiếc xe này đã được chủ xe độ thêm là bộ đèn này. Bộ đèn với lại một số option nữa mà chủ xe độ thêm, thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn. Đây là đèn pha bi xenon siêu sáng này, đèn LED này. Đấy, xi nhan bằng LED hết luôn quý bạn nhá. Đấy, rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản, từ keo chỉ nguyên bản cho đến máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 230 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda Civic 2007 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda Civic 2007 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Honda Civic từ năm 2007 này quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Vẫn còn nguyên biển 4 số đấy quý bạn nha, 30H. Đấy, và đầu tiên thì tôi cho quý vị các bạn xem là chiếc xe này chạy 14 vạn và lốp đây ạ. Thưa với quý vị các bạn, đây là cái dàn lốp mà chủ xe thay. Hai lốp trước là thay từ năm 2018 này. Đấy, 18 tính ra đến bây giờ là 4 năm rồi mà còn dày như mới này. Đấy, 2018 mà Michelin dày như mới như này thì là quý vị các bạn biết được là sau 4 năm mà chạy ít hay là chạy nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, còn đôi lốp sau này, đôi lốp sau cũng là Michelin. Đấy, nhưng đôi lốp sau này lại thay từ năm 2016 quý vị bạn nha. Đấy, cuối năm 2016 là thay đôi lốp sau này, và đôi lốp sau này cũng là Michelin và còn dày như này đây ạ. Đấy, thì quý vị và các bạn biết được là chiếc xe này nó chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Cả một cái dàn lốp Michelin hết này, đi rất là êm, rất là đẹp luôn quý vị bạn nha. Đấy, Michelin hết này. Từ 16 đến 18, 2 năm mới phải thay lốp một lần, và 18 đến bây giờ là 4 năm rồi chưa thay lốp mà còn dày còn đẹp như vậy đấy ạ quý vị và bạn ạ. Chưa, chiếc xe này còn quá đẹp luôn ạ, chưa có hay chạy ra khỏi Hà Nội đâu ạ, gần như là toàn chạy ở trên trong Hà Nội này thôi, cho nên là nó đẹp lắm đấy ạ. Mới, khẳng định với quý vị và bạn, rất là mới và cứng xe. Nhìn về cái phần thân vỏ đây quý vị bạn này, những cái nước sơn, những cái nền còn rất là căng, rất là đẹp. Sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị và bạn nha. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản rất là nhiều đấy các bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện, nhưng mà xi nhan thì lại chỉ tích hợp ở trên tai thôi các bạn nhé. Gương là gập điện rồi phiên bản này. Đây, nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy được là xe cũng đã được là trang bị sẵn, thì chỉ có đèn halogen thôi nhé, nhưng chủ xe lắp thêm cái bộ đèn bi này. Đấy, bộ đèn bi này là chủ xe mới lắp thêm là 5 triệu đấy các bạn nhé. 5 triệu cái bộ đèn bi xịn này, đêm đi rất là sáng quý vị bạn ạ. Đấy, bộ đèn bi này, đèn LED, LED xi nhan đây ạ. Đấy, nó viền xung quanh của cái đèn bi này. Đây là những cái phần đèn này là chủ xe độ thêm nhé. Nhìn về đằng trước này là quý vị bạn thấy được là chủ xe độ thêm về cái phần đèn.
Đấy. Và mặt ca lăng đều rất là đẹp các bạn ạ, mới bóng, chưa có xước sát hay là chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì đâu các bạn nhé. Phần đầu rất là đẹp rồi, phần sườn các bạn thấy đấy ạ, cũng còn nguyên đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là la răng đúc nẹp sườn, đấy, có cả nẹp sườn luôn quý bạn nhé. Nhìn về đằng sau này thì quý bạn thấy đây ạ, những cái cụm đèn sau cũng còn rất là đẹp này, đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cụm đèn sau cũng rất là đẹp. Và nhìn về đằng sau này thì xe cũng đã được là chủ xe lắp thêm là cảm biến lùi quý bạn nhé, cảm biến lùi này, phiên bản Honda Civic, Honda Civic động cơ iVTEC đấy ạ. Đấy. Rất là đẹp, rất là cứng cáp xe. Nhìn về cái phần bên ngoài, thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đấy. Từ năm 2007 đến bây giờ sử dụng là thời gian thì rất là lâu, nhưng mà số km thì chạy rất là ít, cho nên là chiếc xe rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ và nội thất bên trong của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái cho quý bạn cùng xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, chưa có mất một cái phân keo chỉ nào cả này. Đấy, keo chỉ này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đến những cái ốc bản lề cánh cửa này này, nó cũng còn nguyên và rất là đẹp. Táp bi cửa này rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. 2007 đến bây giờ mà nó còn đẹp như này đấy quý bạn này. Đấy. 15 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp thế vậy. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, điều chỉnh gương gập điện này, đều rất là mới, rất là đẹp như này đây quý bạn ạ. Đó, tất cả các thứ là còn nguyên bản hết này, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Vô lăng cũng rất là đẹp luôn, cần số cũng còn nguyên, chưa có phải làm lại cái gì cả quý bạn ạ. Đấy, và xe cũng đã được trang bị sẵn là nội thất da quý bạn nhé. Nội thất da màu kem. Đấy, đi cùng với cái tông màu kem bên trong của xe này đấy, là nội thất da màu kem, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Trần này rất là sạch, trần cũng là màu kem và rất là sạch, rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy. Những chiếc xe City thì lại hay chạy dịch vụ nhiều, chứ những chiếc xe Civic thì là không hay chạy dịch vụ đâu quý bạn nhé. Rất là ít xe Civic chạy dịch vụ, vì ngày xưa là những chiếc xe này nó thuộc là xe đắt tiền rồi. Từ những năm 2007 thì cái chiếc xe này nó là niềm mơ ước của rất là nhiều người quý bạn ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đấy, phía sau bên lái này, về cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, táp bi cánh cửa này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa cũng rất mới. Ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa rất là mới này. Nội thất đây quý vị bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở trên cái gối này là hai cái màn hình ở hai bên đầu gối, đây là chủ xe lắp thêm nhé. Cái màn hình này nó hoạt động độc lập. Đấy, dây điện đây này, đánh lên cái màn hình này nó hoạt động độc lập, nó không liên quan cái đầu bên trên. Đầu trên là đầu CD nguyên bản của xe. Độ đằng sau đấy, để cho nó đẹp, tôi cũng không biết là nó còn sử dụng được hay không, nhưng mà cái này là mở ra được này, mở ra là nó là màn hình ở trong đấy, nhưng tôi không kiểm tra thôi, cái này tôi cũng chẳng dùng đến. Thứ hai nữa là quý vị bạn xem, đây là nội thất ở ghế phía sau đây, đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhá. Từ những cái phần trần này rất là sạch, sau 15 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp, còn mới như này quý vị bạn ạ. Đấy, cũng quý vị và các bạn biết vì sao mà những chiếc xe của Toyota và Honda nó giữ giá thì biết rồi đấy ạ, vì nó rất là bền. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ công tơ mét này, táp lô. Đấy. Trước tiên thì tôi cứ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem cái đã. Đấy, máy đã nổ rồi, rất êm luôn quý bạn nhé. Máy nổ thì rất là êm, điều hòa thì mát lạnh quý vị các bạn ạ. Đây, đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe nhé. Tôi cho nhỏ cái đầu đi đã. Đồng hồ công tơ mét là chạy chuẩn 14.600.000 rồi quý bạn nhé. 14.600.488 km đấy ạ. Đồng hồ công tơ mét rất là ít đấy, và vô lăng thì rất là đẹp đây quý bạn ạ. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Cần số cũng còn nguyên đấy ạ, chưa có thay cần số hay là chưa có làm lại cái gì cả. Đấy. Toàn bộ về phần điều hòa, đầu CD nguyên bản teo xe này, táp lô rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần táp lô này quý bạn thấy này, rất là mới này, táp lô, táp bi đều rất là mới này. Rồi những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này,
quý vị bạn thấy nó có đẹp không ạ? Đấy, sau 15 năm sử dụng mà nó còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, đây là cái cảm biến áp, cảm biến lùi mà chủ xe lắp thêm đấy quý bạn ạ. Cảm biến lùi chủ xe lắp thêm nhá. Xe thì cũng đã được trang bị cả. Đây, thưa với quý bạn, chủ xe còn bắn bảo vệ mặt gương rất là cẩn thận này. Từ cái năm 2007 thì chiếc xe này nó cũng rất là có giá trị đấy ạ. Cho nên là hay bị mất mặt gương, chủ xe bắn bảo vệ đấy nhá, từ 2007 đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần nhựa, phần táp bi, táp lô đều rất là mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là phần cốp sau này. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cốp sau, nó còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý vị các bạn nhé. Đấy, và cái phần cốp sau của chiếc xe Honda Civic số sàn, phiên bản số sàn thì đằng sau là nó không có cái tấm chắn này đâu ạ. Những chiếc xe số tự động thì là nó sẽ có tấm chắn, còn số sàn là nó không có tấm chắn, cho nên là cái này là bị xước sát đây quý bạn nhé. Đấy, xước sát này, xước thôi nhá, chứ còn nếu như bị đâm đụng hay là làm lại thì là nhìn vào đây rất là rõ quý bạn ạ, không giấu đi đâu được đâu ạ. Chiếc này thì chưa có làm lại cái gì cả, là còn nguyên bản này, cho nên là nhìn rất là rõ luôn các bạn nhé. Đâm đụng hay là va chạm như thế nào là chúng ta nhìn vào cái cốp sau này chúng ta có thể thấy được luôn đấy ạ. Và phía bên dưới này, đây là cái phần chở đội hàng, khoang hành lý, cái khoang cốp sau đây còn rất là đẹp. Phía bên dưới là lốp sơ cua này, lốp sơ cua cũng là lốp Michelin còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, phần lốp sơ cua này đều rất là mới, rất là đẹp ở cái khoang đằng sau này. Và đằng sau này thì cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Có một chút là dán chống ồn thôi quý vị và các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm. Riêng về cái phần lỗi, tức là đâm đụng, va chạm, tai nạn, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn rồi. Còn về cái vấn đề giấy tờ, tức là cái về phần an ninh pháp lý thì quý vị và các bạn yên tâm, chúng tôi cũng đảm bảo hết cái việc đó. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đó, cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ này, từ keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đó, táp bi cánh cửa này rất là đẹp, rất là mới luôn, khẳng định với quý vị và các bạn nó còn rất là mới và nguyên bản từ những cái ốc bản lề cánh cửa đấy ạ. Đấy, từ năm 2007 đến bây giờ thì ít có xe còn đẹp bằng như này lấy quý vị ạ nhé. Đấy, rất là đẹp này, nội thất này mới tinh luôn quý bạn nhé. Chúng tôi không có làm lại cái gì ở chiếc xe này đâu quý bạn ạ, chỉ có đánh bóng ở bên ngoài đấy, chứ còn là bên trong này thì chỉ có lau dọn đi thôi, chứ không phải làm bất cứ một cái gì nữa. À, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, về cái phần keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản nhá, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Cái này là do nó bám bẩn đây này, bám bẩn nhá, chứ keo còn nguyên đấy ạ, chưa có mất phân keo chỉ này đâu. Đấy, keo chỉ còn nguyên này, táp bi cánh cửa này còn nguyên luôn quý bạn này, rất đẹp này, ốc này, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá, một chiếc xe 2007 mà còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa sau này khá đẹp đấy quý bạn ạ. Đấy, từ những cái phần ghế da, ghế da cũng rất là mới này. Đấy, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, và cái phần nội thất thì rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần khoang động cơ của chiếc xe này quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo này. Đấy, ốc cabo này là còn nguyên luôn quý bạn nhé, cabo này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, về cái phần cabo này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé, từ keo chỉ này cho đến tất cả những cái tem này là còn nguyên bản hết này. Đấy, tem này là còn nguyên bản hết đây quý bạn nhé. Và cái tem này là chiếc xe được sản xuất năm 2007 đây quý bạn này. Thể tích làm việc là 1.8 lít, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, tem còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé, tất cả các tem này, đinh tán các thứ là còn nguyên bản này, cho nên là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy,
ốc còn nguyên luôn, ốc cabo còn nguyên luôn các bạn này. Đó, cabo còn nguyên. Và bác chủ xe này thì rất là cẩn thận quý vị các bạn này, thay dầu này. Đấy, thay dầu là từ ngày mùng 5 tháng 4 năm 22. Đấy, dầu loại 400k hay là bao tiền hay là như thế nào này đều ghi hết lại đây này. Đấy quý vị bạn nhé, dầu này. Đấy, và dầu này. Nếu như không thay dầu thì 3.6 lít, còn nếu như 4 lít thì là cộng với thay lọc, cả thay lọc này. Đấy, thay loại dầu 5W40 này. Đấy, chủ xe này rất là cẩn thận ghi lại hết cả các thông số để mỗi lần đi thay dầu theo dõi đấy ạ. Đấy, về cái phần cabo thì quý vị bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp như vậy rồi, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Về phần động cơ đây quý vị các bạn nhé, đấy, về phần động cơ còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn này. Đấy, động cơ là còn nguyên bản này, ốc mặt máy cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn này. Từ năm 2007 đến bây giờ mà cái ốc mặt máy này còn nguyên bản thì rất là hiếm quý vị bạn nhé. Đấy, ốc mặt máy mà còn nguyên bản như thế này rất là hiếm này, từ 2007 đến bây giờ rồi các bạn nha. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này là nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có phải làm lại gì cả đâu. Đấy, cũng không ngập nước, không phải làm lại, không phải là gì cả, mà rất là đẹp đấy. Chúng tôi chỉ có dọn dẹp qua đi một chút thôi các bạn ạ. Đấy, chứ dọn không, chúng tôi cũng không dọn kỹ càng lắm đâu, dọn qua đi, nhưng mà cơ bản nó rất là sạch đấy ạ. Về cái động cơ của Honda thì quý vị và bạn biết rồi đấy ạ, nó rất là mới. Honda cũng đã trang bị cho chiếc Civic 2007 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít iVTEC đấy ạ. Đấy, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp rồi quý bạn nhé. Rất là đẹp này. Động cơ nguyên bản luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Honda Civic 1.8 2007 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, an ninh pháp lý thì là chúng tôi cam kết ổn chuẩn luôn quý vị các bạn nhé. Và với chiếc xe này thì chúng tôi bán là 230 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda Civic 2007 này thì hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic 2007 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.